À, xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại khu đô thị Sala, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ là khoảng chừng 6 giờ chiều. Đây thường là cái khoảng thời gian mà những con đường từ đây về quận 1 rất là kẹt. Hôm nay thì Zing.vn sẽ có một cuộc đua nho nhỏ, chúng ta sẽ cùng thử đặt ba ứng dụng đó là Grab, Vato và Bi và chúng ta sẽ cùng đánh giá ba ứng dụng này xem thử cái nào là có giá thành rẻ nhất, khoảng thời gian chờ hay là khoảng thời gian đi nhanh nhất. À, và đây sẽ là những cái đối thủ của tôi ngày hôm nay. Rồi, Bi có trước nha. Còn Vato vẫn chưa có ai đang liên hệ với vụ lái xe. Grab thì vẫn đang tìm tài xế. Em cứ nghe đi. Đây là tài xế thứ ba rồi. À, từ nãy giờ là họ đã đổi hai tên, còn Grab. Grab vẫn chưa. Sao không? Ôi, không tin là Grab chưa luôn. Ừ, cứ tưởng đâu là giờ này là chỗ này là phải nhanh nhất. Tài xế tiến tới đâu rồi? Có vẻ như là ở xung quanh đây thì Vato họ chỉ có một vài tài xế thôi, cho nên là có một số cái tên quen thuộc nó cứ nhảy đi nhảy lại. Đấy. Nhưng mà vẫn không ai nhận cái cuốc của mình hết, có thể là không hiểu lý do vì sao. Để mình cứ chờ xem như thế nào. Đây, như vậy là tài xế của Bi tới rồi. Hai qua bên quận 1 em thấy khó bắt xe, không biết vì sao. Đúng rồi, tại vì bên quận 2 chỗ này ít có chỗ đậu xe, với lại giờ này là ở trung tâm người ta đi về nhiều, người ta đâu có vô đâu. Sáng sớm là ở mấy quận ngoài nó sẽ đi vô. Ví dụ sáng sớm là Hóc Môn, quận 12, rồi mấy cái quận 2 rồi tất cả ta đổ về trung tâm, như là trung tâm người ta đi làm. Vậy gì có phải là anh mới chở một người từ trung tâm ra không? Đúng rồi, mới chở trung tâm ra, tức là ngay chỗ Thành Mỹ Lợi, xong đạp xe không tính đi về quận nhất á. Dạ. Hai người đó đi tới đây cũng nổ á, chứ thôi là cỡ ưng phúc nữa là ba giờ quận nhất rồi, xuyên qua Hầm. À, rồi cuối cùng thì xe Vato đã có người nhận. Và tài xế này là một những tài xế mà nãy giờ họ kết nối luôn. Tài xế ở rất gần, sát trong cái khu này luôn. Đấy. Và dự đoán là sẽ đến đây là khoảng mất khoảng 5 phút. Rồi, tài xế sắp đến rồi. Tài xế này là xe Elantra, biển số cuối có rồi. Ráp tới chưa? Chưa. Ráp không thấy gì chị, không thấy luôn. Không thấy chạy luôn á. Thôi, tạm biệt Duyên. Mình đi trước đây. Anh có hoành đầu xe lại là anh thấy em ạ. Dạ. À, đúng rồi, em đang đứng 7 nè. À, ok, cảm ơn. À, tài xế nói là cái app này nó không có cập nhật khi mà tôi đổi cái đầu số, thành ra là anh không có gọi được cho tôi. Ok, vậy là mình đã xuất phát khá lâu sau Bi và nhưng mà hình như là đằng kia đội Grab vẫn còn đứng. Đồng đội đã lên xe rồi, mình vẫn còn phải đặt một cái chuyến khác, bắt đầu từ đầu. Ở như Vato này em thấy nhảy cuốc kế bên mà đúng không? Nó có hay nhảy cuốc xa của nó không? Cũng có xa nữa, khi cách 4-5 cây số luôn. Mình không nhận không gì hết, không sao. Nếu mà không đủ tỷ lệ thì nó không có thưởng, tại em chạy thưởng thì mới sợ thôi. Tại nãy em thấy lúc nãy em bắt á, là sau khi mà trôi qua anh hai ba tài xế nữa mà họ cũng nhận em. Ừ. Xong em phải bấm đi bấm lại mấy lần á chứ. Phải nhấc vô đây nó sợ kẹt. Dạ. Alo. Trời trời, cái máy là sao? Lại có nhận không? Mấy tháng nay Grab nó đã không có đánh mạnh bên cái mảng xe nữa rồi. Hiện tại trong 3 tháng gần nhất lần Grab đang đánh bên cái GrabFood á. Hiện tại giờ đã lấy được 72% thị phần rồi. Với lại đánh bên cái app mà cái GrabPay mà Bymoca là đang đánh cái đó, với lại Grab Express đó là giao hàng á. Đã đánh bên ba cái mảng đó. Nó làm thành siêu ứng dụng á. Bên Grab Car này nó chưa chú trọng cho lắm. Cái lượng di chuyển của Bi là nhiều lắm, có nghĩa là di chuyển xe không á. Giống như bỏ khách ở quận 2, nếu mà lần Grab bỏ khách quận 2 ngồi xíu thì sẽ nổ. Còn riêng về bỏ ông Bi quận 2 sẽ phải đạp về quận nhất. Hay gì em dễ bắt xe. Trời ơi. Sau 15 phút, sau 2 lần không được, phải hủy đặt lần thứ 3. Thì bây giờ là phải tiếp tục nhận là nó
không có ai rảnh hết để mà chở mình. Tính ra giờ này cũng thông thoái, không đâu đâu kẹt. Tại vì dân văn phòng đi làm quận nhất, người ta đổ về mấy quận khác chứ đâu ai đổ về quận nhất vậy. Thường giờ nào là kẹt nhất anh? 5 giờ gì đó, tới 6 giờ. Thì tài xế không có ai dám nhận em vô đây rồi, đến giờ này không kẹt. Rồi, chờ chờ. Này chắc xui đụng xe mới kẹt thôi chứ bình thường không này có kẹt đâu này. Cũng ngán anh này. À, em tưởng tượng mà giờ này về kẹt xe vô đây chứ. Trời ơi. Tôi sử dụng dùng bi và hiện tôi đã có mặt tại đây đầu tiên. Những đối thủ khác của tôi vẫn chưa đến. Dạ thì mình lên xe. Nãy giờ là con đặt tài xế đầu dẫn hết chưa? Không có xe bên đây phải không? Dạ. Bây giờ có một chiếc xe quỷ nữa là cái như là không có xe đi hết. Bây giờ là từ đây mà ra quận 1 là có kẹt không? Hên xui. Bây giờ qua đường này kẹt quá chừng. Và chúng ta vừa kết thúc cuộc đua ở đây và có một số cái kết quả khá là bất ngờ khi các bạn đi ráp lại là cái người về cuối và cái người chiến thắng chúng ta hôm nay là anh đã đi tiến đã đi xe bi và đến đây chỉ có 24 phút là gần như là gấp đôi cả hai đội này, coi như là chúng ta có được người chiến thắng lại rồi.